Chào anh chị, em ở đá quý cao cấp Tae Game. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các viên đá màu hồng. Cụ thể là hai dòng đá chính đó là Sapphire hồng và Tourmaline hồng. Đặc biệt video này em gửi cho anh Đức ở Hà Nội. Anh Đức đã theo dõi Tae Game từ lâu. Anh đã tìm hiểu trên website của Tae Game và anh đã thích ưng ý mẫu nhẫn này nhé. Anh Đức dự định làm một chiếc nhẫn này tặng bà xã. Đây một chiếc nhẫn nữ sử dụng đây, một chiếc nữ sử dụng đá sapphire hồng nhé. Màu hồng rất là tươi, sáng. Làm trên vỏ bằng trắng 18K. Đây mẫu nhẫn này anh Đức rất là ưng ý này. Thì hôm nay bên tay game sẽ chọn một số viên đá cân đối phù hợp để anh Đức và quý anh chị tham khảo nhé. Trên tay em đây là một viên sapphire hồng. Form dáng size nhỏ. Đây, thường thường thì nhẫn nữ thì số tay nhỏ thì chỉ cần một viên đá tầm như này thôi là đã ra một chiếc nhẫn rất là đẹp rồi. Đây, màu hồng rất là tươi, sáng, chất đá sapphire thiên nhiên hoàn toàn. Thì cái mẫu mà anh Đức chọn đấy là mẫu rất khá là đơn giản. Đấy, chỉ là một cái vỏ nhẫn vàng trắng, nó rơi tầm khoảng đi nửa chỉ, dưới một chỉ vàng 18K thôi. Đấy, gắn một viên chủ, đá chủ đẹp lên trên, rất là nổi bật luôn. Thì những mẫu này thì phù hợp những form công sở gọn gàng. Đây, một viên rất gọn gàng này. Sapphire, đỏ, màu đỏ hồng. Bên này 0,55 carat, bên em ra giá là 4 triệu tư nhé. Tiếp theo trên tay em cũng là một viên sapphire hồng rất là đẹp, giác tốt này, màu đỏ đều, đỏ hồng đều. Đây, khi mà lên cái form nhẫn này em có thể tay lên tay em này. Đấy, chỉ một cần viên chủ sáng sang, rất là sang này. Rất tuyệt vời này. Bên này thì 0,65 carat, bên em ra giá là 5 triệu 2. Tiếp theo trên tay em có một viên rất là đẹp. Đó, viên này form size nhỏ này, 0,5 carat thôi. Bên này bên em ra giá là 6 triệu nhé. Đấy, lựa rất tốt này, rất nhỏ nhưng mà size rác của nó cũng rất là nhiều, độ khúc xạ và xạ ánh sáng rất cao. Đây cũng sự lựa chọn, nếu mà Đức thích cái form gọn gàng như này có thể chọn bên này cũng được, những gọn gàng nhẹ nhàng gọn gàng, giá 6 triệu. Tiếp theo em giới thiệu cho anh Đức quý anh chị một số viên sapphire hồng cỡ cỡ lớn hơn một chút. Đây một viên màu đều này, lựa tốt này, size to hơn một chút so với mấy viên đầu. Viên này thì mã là 00032 này, bên em ra giá là 22.325.000 nhé. Tiếp theo cũng là một viên sapphire hồng, size lớn to, màu đều, rất tốt. Đây, lên ngón tay. Bên này thì mã là 00035. Bên em ra giá là 32 triệu 075 nghìn. Một viên màu hồng rất là tươi tắn này, giới thiệu cho anh quý anh chị nhé. Lên form nhẫn rất là đẹp, chỉ cần một bên chủ đây này thôi, những cái nhẫn rất là sang. Bên này mã là 0034, bên em giá là 34 triệu 015 nghìn. Tiếp theo là một viên
màu rất lạ này, anh chị có thấy này, nó vừa một chút hồng một chút tím nhé, đá trong mặt đá rộng to. Bên này thì mã là 0037 này, 1,75 carat, bên em giá là 41.125.000. Tiếp theo là em giới thiệu cho anh Đức và quý anh chị một dòng đá khác, đó là dòng đá Tourmaline. Dòng đá Tourmaline nhé. Anh chị thấy này, da cũng rất là tốt này. Viên này em hơi nghi ngờ. Giờ nhìn kỹ lại cũng có thể là viên này là viên Sapphire. Đấy, thì trong video này thì em giới thiệu Tourmaline. Nếu anh chị ưng ý viên này thì bọn em sẽ kiểm định lại cho anh, cho anh chị nhé. Thì nếu mà là tuốc thì ok, còn nếu mà là Sapphire thì sẽ có giá khác nhé. Bên em thì có giấy đầy đủ kiểm định, kiểm định riêng của viên đá này, và kiểm định mà khi mà có lên nhẫn, nên anh chị sẽ tối đa là có hai giấy kiểm định cho anh chị. Đó. Viên này khá đẹp. Nếu mà viên này đang nghi ngờ giữa Sapphire và Tourmaline thì đấy, thì nếu mà Tourmaline thì viên này giá chỉ tầm khoảng là 1,2 triệu thôi. Mã 5616 nhé, giá là 1,2 triệu. Còn nếu mà viên này sao mà Sapphire thì nó giá rơi lên tầm khoảng 12 triệu nhé. Nên anh chị xem giúp em. Tiếp theo trên tay thì một là viên Tourmaline. Viên này thì chắc chắn là Tourmaline này, bởi vì là cái giải màu của nó màu hồng nhé, hồng nhạt nhẹ. Bởi vì là bề ngoài thì nó sẽ là màu đậm hơn một chút. Khi lên video này, anh chị thấy nó hơi mờ, hơi nhạt, nhưng mà ở ngoài nó đậm hơn một chút đấy. À, bởi vì là viên đá là quá sáng. Đá trong này. Ở ngoài nó đậm hơn một chút đấy. Cái dòng đá màu này, màu hồng này rất là viên này thì mã là 5551 này, 1,2 carat này, bên em ra giá là 1.920.000 nhé, 1.920.000. Đây chị trông đá rất là đẹp này, nhưng mà giá lại rất là rẻ đấy, một chỉ 1 triệu, gần 2 triệu thôi, còn là một viên đá đẹp như này lên nhẫn nữa, nói chung là tầm 5 triệu là anh chị cũng là không một chiếc nhẫn rồi đấy. Cả đá cả vỏ nhẫn nữa, tầm 5 triệu là có một nhẫn đẹp, rất đẹp này. Tiếp theo cũng là viên Tourmaline rất là đẹp, màu hồng nhạt, màu hồng sáng, anh chị thấy da của nó này rất là sáng này, lửa tốt này. Đấy, giá vẫn vô cùng là hấp dẫn luôn. Bên này chỉ là mã là 5547 này, giá là 2.050.000. Anh chị có thể thấy là so sánh này, bởi vì làm sao cùng một loại màu đấy, ví dụ màu hồng thì có dòng Sapphire hồng và Tourmaline hồng, giá lại chênh lệch rất là nhiều đấy. Thì thứ nhất là cái dòng Sapphire nó chắc chắn nó sẽ sang trọng hơn đấy, đẳng cấp hơn, độ cứng cao hơn đấy, so với dòng Tourmaline nhé. Nên giá thì dòng này thì sẽ hợp lý tầm khoảng 2.050.000 là một viên nó rất là đẹp đấy, nên anh chị cân nhắc nhé. Tiếp theo cũng là một viên màu hồng. Màu hồng này lai một chút tím. Hồng tím. Màu cũng rất là tốt anh chị này. Đấy. Khi mà quay này thì nó khó có thể về màu gốc của nó được. Bởi vì cái màu của nó là ngoài nó sẽ hồng hơn, tươi hơn, đậm hơn. Viên này thì mã là 6623 một carat, bên em giá là 2 triệu nhé. Đây viên cuối cùng em giới thiệu cho anh chị, đây cũng là một form viên đá màu hồng tươi. Giác cũng rất là tốt, màu đẹp. Màu đẹp nhé anh chị nhé. Đó, form cũng khá là gọn gàng. Đấy, lên nhẫn rất là gọn gàng luôn.
màu đá trong. Bên này thì mã là 6156 này, bên em ra giá là 1.750.000 nhé. Đấy. Anh chị nào mà ưng ý viên đá nào thì báo em nhé, anh chị xem cào giúp em.